Ông lên truyền hình thì nói tốt chứ, nói hay, nói cuốn lòng người. Đây này, nó đang chương trình của tôi bảy. Chương trình 5 à? Ông lên truyền hình HTV7 luôn nè. Sài Gòn, à, mời vô Sài Gòn đó. Đúng rồi. Kim Tử Lâm này đang nói chuyện mà. Thế đây có dịp đi chứ bay biết bao giờ mà gặp được lịch sử đó sao vậy lắm giờ anh Lung mới được đi á đâu ta đi rồi mà chị ba mà dùng sao lại bữa đó gặp giáo ca sĩ nhiều quá không biết họ bay gỡ chương được nữa đủ thành lập một cái chương trình thành lập chương trình nào mau vậy thành em mới có ca sĩ nhiều vậy chứ ở Úc quá đó là tên chia đa này đúng đủ vô không nó quay ra đây nó quay phim xong rồi nó bắt đầu nó hẹn với mình thằng đấy đưa mua vé máy bay cho mình nó gửi đến này giờ nào phải ra sân bay thì lên máy bay là có người đón nó đưa mình bao nhiêu tiền rồi không có tiền hả ông bây giờ có tiền hả cho tiền nhớ rồi có 2.6 triệu ông được đi là ông quá anh nhận được muốn thân tiền ông được lên đây mà để cho các ca sĩ tư vấn là ông được bao nhiêu người ông thấy được bao nhiêu người như ông đâu mà cần gì tiền mà ông già bình hồ mà nó gọi là video xem video á với có người chụp lại nhiều ông già bình hồ á Dạ, bị hồ nó hơn nhiều quá. Đây là mãi mãi thanh xuân. Nhiều người mới ra tìm ra được một ông già bị hồ lại thấy không? Ca sĩ nói đó, ca sĩ nó phải. Một triệu người làm gì có một người nào vớt được 75, 76 người thì được. Con chú có cái cây kia thiệt là to này, con vô có cái cây thiệt là to này, có bộ bàn ghế ngồi dưới đấy. Cây hạ xuống sợ nó đổ. Ai hạ cho ông? Được nhiều người đấy. Cái cho người ta cắt lấy củ mà. Con vô có cái cây to lắm, nó tảng nó mát hết cái gì đó. Cái khu vực này là ông cha nè, bên cái bên kia là khu vực Trung Quốc. Bên kia là cái vỏ ống đó. Có nhà máy kìa. Nhà máy đường ống nó ra xuống tới mấy chục mét. Có nhà máy đường nước được cho. Cái chỗ là sâu nhất lấy xuống nước tầm cỡ 32 mét. Nó mới đưa lên mặt lọc. Nên phía bên kia thì nó ít trong nhiều quá. Ông ở đây có khi nào ông thấy ma cái đồ ông có sợ không ông? Có không? Không. Hồi xưa chứ bây giờ đông người rồi ông nói. Hồi đấy ông ở đây bao nhiêu và ông năm bao nhiêu rồi bao nhiêu tuổi là ông ở đây rồi? Ừ. Mới 40 mấy mà tuổi mà ở đây. 46 tuổi. Ừ, quá trẻ. Ghê chưa? Ông 6 tuổi thì lớn hơn tháng mình chút cho mấy. Như ông rồi không bao giờ thấy ma rồi đó. Không, tôi không bao giờ thấy. Con trai tôi cũng 46 tuổi, thường tá công an, là nó về hưu rồi, không làm được. Mới 46 tuổi giờ rồi bà. Vì nó đi từ năm 9 tuổi mà. Đủ năm công tác. Mới 9 tuổi ra đây không? 9 tuổi tôi đã, do tôi đi chống phun rô này, tất cả những chuyện bắt rơ châm lắp với lại thằng chính con của cái chị Ngọ ở Lò Gạch nó lên 9 tuổi. Nó bắn chết một thằng phun rô. Tôi kể những câu chuyện ấy thằng con tôi thích quá trong bảo vệ thì bố cho con cũng đi học lớp công an với thằng chính đi. Hai đứa bằng tuổi nhau, 9 tuổi mà. Thế là bà mà thích đi thì bà xin cho. Xin cho đi nhưng mà thằng chính con nhà anh Ngọ là coi như nó không trưởng thành được. Là vì do nó bắn chết.
thành Côn Đô là nó kiểu nó hai chế mất rồi đấy ạ. Nó không còn cái tinh thần gì, học hành nó cũng không học rồi. Nó về làm công an của huyện, đúng là nó cũng ác lắm. Nó làm công an huyện Gia Rai, công lao của nó thì lớn hơn. Nó đã bắn chết được một thằng Côn Đô mà. Thế nhưng mà có điều là khi nó bắn chết người, lúc bây giờ là cái tinh thần của nó là coi như nó bạc nhược đi. Nó lú lẫn đi. Nó vào trường nào tay chính là Bùi Ngọc Đủ anh hùng đấy mà. Ổng còn sống được. Ngày gần chết ổng vẫn còn hại. Chỉ như lúc nào thì là em muốn nhìn mà bắt đầu thấy máu nước giờ này lại bắt đầu trực nhớ lại được. Những người ấy là đều có ấy hết đấy, đều có quả báo hết. Kể cả nó vừa bắn chết đồng đội của mình bây giờ nó giơ tay mình bắn nó, mình cũng vẫn có tội. Đây ngay bên này có một cái chú gọi là chú anh. Giơ tay thôi chứ bắn kia nó tội. Không, cái chú anh cánh bên này, chú lúc bây giờ chỉ là đại đội trưởng, mà khi đánh ở Vĩnh Tre đấy người ta đã hàng hết rồi. Mà coi như bắt vợ con người ta đấy, dồn vào cái lô cốt, xong người ta quỳ van xin bảo cứ vào trong đi đã, xong vào xong bắt đầu là cho lính ném bọc pha ống vào, nó chạy. Bây giờ con cái ba đứa con trai thì hai đứa chết ở dưới hồ đây, còn một thằng giờ lấy hai vợ, hai đời vợ rồi, nó đẻ là hai đứa vợ này đẻ lại hai đứa con trai. Một đứa vừa cơm vừa điếc, còn một đứa thì nó cao gầy mà nó không ra cái quả báo. Mà nó đều vợ nó đều bỏ cơ. Chứ nó ngoài nó đẻ xong thì nó ở với. Thế bây giờ vợ chồng anh Cánh nuôi hai đứa cháu mà. Hai đứa cháu đều nứa nảy. Một đứa thì khỏe nhưng mà có tiếng nước này, có nước đây chứ. Nhà ngay cái đầu đập này chứ đi đâu mà xa đâu. Nhưng mà con nghĩ ra trận chiến thì người ta đã giơ tay rồi thôi, chứ mình sao mình lại đánh luôn ông này. Thì lúc bây giờ là nó chuyện tâm thù mà. Tâm thù vả lại là vả lại là những con người hiếu chiến thì thường là thể hiện cái lòng quyết tâm của mình để lấy công, mà để lấy công lập công, lập công. Nên là lấy cái anh gì mà ví dụ nó đưa ra bắn một người là lên một chức gì đó. Không, nhưng mà thường ra trận chiến là người ta đào hàng là người ta thua rồi, người ta thua là người ta không có bánh nữa. Thì cũng có những trường hợp mà nó là cái luật quốc tế, tức là người ta đã đầu hàng rồi là anh không được bắn. Đúng rồi. Người ta giơ cờ trắng hay là phất khăn là người ta thua rồi, là người ta thua người ta, rồi. Người ta là phải cứu mạng sống của người ta. Đúng. Nên là lúc bây giờ là do đồng đội mình chết nhiều rồi, đánh dài từ Bắc vào Nam, chỗ nào cũng gặp súng đạn, chỗ nào cũng đồng đội mình chết. Thế là bây giờ là đã thắng rồi thì coi như thể hiện cái lòng quyết tâm của mình. Cái chú này mấy chú nữa chứ không phải một chú đâu, chú Sáu Võ Đình Sáu mà đại tá ở chỗ đường ở chỗ Hai Lư đấy. Bây giờ có con đâu, lấy cô Nhung. Cô cũng là bộ đội, chú cũng là bộ đội, mà không có con, không có bệnh tật gì mà không có con. Nói là ngon rồi. Đúng rồi. Thì chua. Ở trong đó có không? Có cái món này. Có. Có bên đường vừa biết chưa chắc có chỗ bán đêm, chỉ bán mấy món của Bình Định. Bán thiên thịt đó. Thiên thịt. Tại này á. Họ bán ngoài lề đường. Lề đường thấy chồng cũng cấm như đây thấy. Nó nằm từ cái chợ chợ Tân Bình á, đi lên chút là nó cái bên tay bên trái, nó cái mặt tiền của ba bốn căn nhà
xa cũng có một quán cũng như của người Bình Định lâu lắm rồi, không có bạn Bình Định á, khi dẫn về ăn là làm theo chai gia vị riêng của mình á, mang theo ăn gì mà lấy ra mình ăn. Trong đó vô tiếng quán mà cũng đâm chọn bún cho ông ăn hè, ông hè không anh muốn no mà no chưa ăn gì mà no anh lúc nãy mà không ăn ngọt thì ăn cái khu trên ở đây mà ông mình ông mà ông dọn dẹp cỡ đây thôi chứ cả ngày ông hề không lá nỉ nó rụng vậy mà mình ông dọn cho sạch rồi luôn. Đây là các Phật tử người ta đến người ta quét dọn. Dạ. Phật tử ở đây ông có Phật tử đông không ông? Tôi chẳng biết bao nhiêu người. Người ta tự tới chứ cũng biết bao nhiêu người. Người ta tự tới. Đây người ta dọn rồi người ta về thôi. Ông hề. Người ta dọn, người ta nấu cơm, người ta ăn, người ta về. Như ở đây, ông người ta tới là người ta cúng đồ nhiều không ông? Cúng nhiều chứ. Những người họ cúng, họ xin con trai, mà được con trai là họ lên, ngày nào người ta lên, người ta không đều có lễ, có lọc. Chị mình lên dưới đồn kìa. Xin số đề rồi này kia. Hỏi cụ. Họ cụ nương chó chết. Cụ làm mộ kìa. Vâng. À, con chó là từ lúc tôi lên. Con chó ngồi chó cuối hả? Cái con chó trắng. Này mộ rồi. Con chó trắng. Nó đến đây cùng với tôi. Lúc tôi bắt đầu làm nhà là tin được hay tôi mua được cái quên lịch sử của nó là nhưng mà đại khái là nó ở với tôi là như một con chó vệ sĩ vậy cùng lắm vâng chỉ cần cũng uống rượu với nhau như thế này mà ông nào mà quát lên một tiếng nói to đấy là coi như nó bắt đầu nó đứng dậy nó nhìn nó sủa rồi nó bảo liệu hồn. Thôi con mấy con chó Phú Quốc đó, cũng khôn. Chó Phú Quốc này cái chó ấy, là nó khôn lắm nhưng nó nhỏ. Con chó mà đầu đàn như là con mít ấy. Là cái con chết là cái chôn như là. Người ta nói chó chết mà chôn là đã có nuôi được ông. Tôi cũng vẫn nuôi được. À, người ta nói con nó chết là chôn là không có nuôi được. Tôi cũng con chó khùng lắm mà nó chết rồi. Nếu mà dọn ra một cái mâm cơm mà đỡ với đất thì mèo rồi tới rồi chết đúng rồi nó không nó giữ rồi mà khi nó chết cũng tiếc quá đem đi chôn rồi từ đó mãi mãi nuôi không được không biết cái lý do gì chó mà mình nói nó đi giờ mình đi giờ thấy là nó bò tối nó mừng nó không đi đâu. Đây con chó này bọn nó bắt tay hoặc nó đứng lên đi hai chân sau này nó đi hai chân sau rồi. À, bắt tay là người lạ bảo bắt tay chị ghế đi rồi nó đứng lên bắt tay liền đứng ở hai chân sau á không chút gì chứ mà thôi cuối cùng chắc cái ông hội mà thôi đủ rồi nó mệt là chị em mang sao bây giờ tôi bắt cắp đem đi chôn đúng rồi tôi con chó này nó chết tôi cũng thương như là cái anh Nguyễn Sơn mà Nam Lào ngày xưa vậy cái chôn tôi cũng khóc. Cái đủ táo mèo ấy, chua chua của táo mèo. Uống hoài uống như là tức giật cũng mệt như vậy. Nguyên chai này say rồi đúng rồi. Nguyên chai này say rồi đúng rồi nè. Hơn hai bình nước. Rồi. Không, vậy mà ông mà tức giật thấy uống không bao giờ thấy say. Ông chú mà vàng uống ghê quá. Chúng mình giang uống rồi cũng vậy mà biết tốt không cởi khi về ấn công an không có dám về cho ai dám về không cởi đi về tốt đồ uống đồ cao không say uống xưa vậy nếu ông ở lại ông cũng cứ đi về mấy ông mang sập bị rồi cũng cứ trộn giang ôn võ liền. Thôi đất đai đừng muốn chi nha. Sợ nghe sợ nó đo nó hình vô con. Nãy giờ nhắc cấp đấy. Cho có.
Ý cũng nghĩ nãy giờ không uống nước này ông dài tu luôn đây. Đây để ông uống rượu ra chứ chưa gì ra uống nước còn nhậu mà con tôi không uống nữa ông chiếc quên gì hết mà sao ông uống ít vậy ông tôi có uống đâu đâu uống được mỗi lần đi lạnh là phải uống rượu cho nhiều nó mới nóng người lên cũng không để ông uống gì người ta đi lạnh người ta uống nước mắm nếu mà dùng điểm người ta đi lạnh là người ta uống nước mắm cái đợt ngồi trên sân như này cái mùa nước lũ nó lên mà cái đập này nó nước cửa nước dâng ra đợt cái chất mấy người mà tìm thì nhớ hình ba bốn ngày không đây chắc dầu phẩm mà cứ canh 20 lít ta đổ từ cái mùa nước lũ mùa nước mặn đợt đó không biết có cậu có đi tìm không biết không? Tôi chỉ có mỗi một đợt là học sinh chết tôi không đi thôi là người ta gọi công an cứu hộ lên chết một cái em bé đấy một một người thôi còn người nào chết ở đấy tôi cũng đã lên hết là cái ông thì cũng chuyên nghiệp gì đánh cá đút bơi mà không biết ra người lấy sao biết coi gì những dân chuyên nghiệp người ta coi thường ấy nhảy bờ dính dính vô kia rồi coi gì thành nên là coi gì chịu tôi không biết cái hiểu ra hai cái câu chuyện là nhảy ra hai người cần cãi gì ông là nhảy tiền cút đi lắm vô công kẹt này ông hồi xưa ông lặn sâu như vậy rồi có ra máu miệng máu tai máu mũi gì không không cái đấy thì tập dần chứ sao mà lặn được nước ngọt mà sao lặn được 10 mấy mét đường bộ nước 14 mét là lặn cái lặn bộ á lặn không không hơi không bình hơi không không có bình hơi cái này trong bờ là 8 mét nhích ra 12 mét ra 14 mét ra nửa 30-40 mét lặn cái thằng gọi là Hoàng sâu chứ, Hoàng Như Lâm ở chiều sâu á Đại học Lâm nghiệp hai anh em về cái đó là hồi trước kia người ta là nó cái cầu sau này chuyên gia ngay là cái cầu của nó mới đo nó là hồ Đức An ấy sao được đấy mấy ngày thế đấy anh nữa con anh nữa còn này nó khảo sát nó đặt cái máy mà bơm nước cho thành phố đây là coi hồi mấy trước kia là chưa anh mọi người anh cô anh sau mà cứ anh nó mới được nhiều quá anh ơi chơi nhiều vậy đầy anh nhiều cái ngồi chút mà ta anh hết rồi mình đây nhà nãy làm gái nó chớ mời cho đồ trứng mà anh chồng muốn đi ra vừa anh chồng cái món này dai dai mà cho phép uống là ngon lắm á chua à còn đi chua cái uống ông uống Úc này uống Úc uống cho đã xe xe uống vô khỏi xe 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 rượu khỏi xe Úc từng nào đi Sài Gòn cùng ra đấy đúng chị ra cho má làm bỏ không qua đừng có tưởng vậy là chị rẻ giờ nó uống như Sài Gòn nó uống ai biết nó uống được phải không rồi nó đi cả năm nó xe ăn lần nó uống nó không ai biết được uống không còn giật nào luôn không còn giật nào luôn nó đang thèm nữa nghỉ giờ không ơi lâu này nó tối lên quán anh đi bữa nay nó giờ nó chống dịch rồi nó đồng ra nó thèm bia thèm rượu đấy cái mùa chống dịch vừa đầu cái đồ ra nhiều anh xe ngoài công an chậm lại uống luôn hả do là hết dịch rồi nhậu cái gái ờ Sài Gòn nó lên đấy dịch bữa nay cũng có nhiều thành phần người ta không dám nhậu quán xá nó cũng còn vắng đợt này có đi lên trung tâm có cái sự việc cũng hơi lạ đợt em đi lên hồi á thì đang chạy xe bình thường thì Sài Gòn sẽ lên bình thường cái chạy đang chạy giữa đường cái có nguy cơ mà bị mình kéo tay lên tự động dừng lại là sắp vô lề ngay cổng y chang luôn ngay cái cổng nghĩa địa kiểu như người ta không cho đi á tại sao đó mình tắt máy mình tầm khoảng 15-20 giây mình mở lại thì là xe chạy bình thường
chạy qua khúc đó, vừa qua cái cây cầu, vừa qua cái cây cầu có cái suối dưới đó, cũng y chang vậy. Chạy chạy được tầm khoảng 10 phút, 15 phút gì đó cũng bị y chang vậy. Xong rồi mình cũng thắp máy vô là cái đợi chút, từ đó sẽ đi là chạy đến giờ là không có bị cái gì hết luôn. Xe trước đó có bị gì không? Dạ. Xe trước đó bị gì không? Không, xe trước đó em chạy trước giờ đó bị gì đó. Để cũng có quý nhân của nó có một cái giấc ăn gì. Con người mình nói chung nhiều lúc không có lường trước được, mà tất cả là nhờ trên trước được. Mình cũng thấy nó đâu. Hán rồi. Đúng không? Từ lúc chạy xe xuống xe này, em chưa bao giờ bị lỡ luôn. Cái chuyện hay lắm, cái chuyện này như lót có như trong đài. Cái tên tối này biết hết, nhớ hết. Dạ, mình mặn. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi uống rượu vào là tôi mình mặn hơn. Nhưng ngày sau á, thì tôi lại lú lắm. Mệt đi. Vâng. Đặc biệt là... Trước đây á, mà còn tôi trẻ là khi uống rượu, là cái người uống rượu chỉ có được 3-4 người thôi. Những người đến để đi theo những người uống rượu đến để nghe tôi kể chuyện là phải tới chục người. Quan họ đứng thế chừng hơn. Tôi kể chuyện thì hử với lại Tam Quốc là cứ từ đầu đến cuối không tên một không quên một ta là. Bây giờ ông kể đạo nghe. Hơi cầu quá. Hử nào thích. Người chị em không có gì. Ông ơi. Chị nhớ cao. Cái cô này đến mấy lần là tôi chưa hỏi tên. Cái kia là muốn con của cô Quý mà. Chị nhớ như vậy rồi. Cứ thấy là con của cô Quý thì mình biết chưa cả. Mà chứ sao lại cũng biết cơ của Quý. Dạ. Thường vô thì... Hồi trước tôi có cái vườn ở đấy mà. Có vườn ở cái đường Lý Thái Tổ là 75m đường mặt đường chứ. Nếu mà tôi để đến giờ thì cái chỗ ấy thì là hình triệu phú. Triệu phú á. Giờ đang tỉnh. Nhưng mà bây giờ ông có triệu phú ông ở chỗ đây chứ ông có... Thì đất chừng đấy thôi rồi triệu phú để làm gì đâu, phải không? Tôi không thích tôi làm triệu phú mà. Ông mà nói với dài nè ông à, dài cũng được rồi. Em
đẹp thế lạnh của ơi. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Có hoàng thơm xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong đôi mắt em, có hương rượu cần say mê say mê, có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi. Em đẹp thế lệ quê, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku. Yeah.
em đẹp thế lấy cô ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không gian nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cô biển vô đây, có hàng thâm xanh trong đôi mắt em, có dòng xê san trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men, có ngọn lửa nào đang nghe chơi vơi. Em đẹp hết lời cười, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cô biển hồ đây, có hoàng thâm xanh trong đôi mắt em, có dòng xe sang trong